Trời thương Phật độ, đây là những con giáp phất lên như diều gặp gió sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm 2023. Thưa quý vị, đây chính là những con giáp chăm chỉ, hiền lành, chịu khó, lại làm ăn lương thiện, nên các bạn sẽ được trời thương Phật độ, được thần tài chiếu mệnh, được quý nhân chiếu cố, làm đâu thì sẽ thắng đó sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Có thể nói là tất cả các công việc của các bạn thì đều được hoàn thiện một cách nhanh chóng và cực kỳ dễ dàng. Các hợp đồng hay là các dự án còn đang dang dở sẽ được ký kết hoàn thiện một cách nhanh chóng. Các bạn sẽ được đối tác và cấp trên đánh giá cao về cái năng lực của mình. Từ đó, công việc sẽ phát triển theo các chiều hướng tích cực, sự nghiệp thì cứ phất lên như diều gặp gió. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học có dự báo, thì có 4 con giáp cực kỳ may mắn sau ngày mùng 1 tháng 11 dưới đây ấy, có cuộc sống là lên hương, viên mãn, giàu có hơn người. Càng về cuối năm thì cái vận khí càng đỏ như son. Và xin được chúc mừng những con giáp có tên sau đây. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên sau cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ấy, thì đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái tháng mới thì những người tuổi Dậu chính là một trong những con giáp cực kỳ may mắn. Vận may đang trên cái đà khởi sắc rực rỡ. Sự nghiệp và các khoản đầu tư của những người tuổi Dậu hứa hẹn sẽ thu được cái lợi nhuận cực tốt trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, trong công việc thì ngay từ cái ngày đầu tháng, các bạn đã có thể gì được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiều cái nhiệm vụ quan trọng. Vì thế mà các bạn hãy tin tưởng vào chính cái bản thân mình, mạnh dạn tiến hành những cái ý tưởng mình đã ấp ủ từ lâu. Với cái năng lực và cái kinh nghiệm của mình ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sẽ gặt hái được những cái thành công. Tuy nhiên, dù đạt được cái thành tích lớn thì những người tuổi Dậu cũng chớ nên kiêu ngạo. Thái độ háo thắng chỉ khiến các bạn gặp nhiều cái rắc rối hơn mà thôi. Từ đó nó sẽ cản trở cái vận may và các cơ hội hiện tại của bản thân. Không chỉ vậy, những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều cái điều thuận lợi hơn, nhất là khi bước sang một cái thời điểm nửa cuối năm này. Theo đó thì những người tuổi Dậu ấy sẽ có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, may mắn được đối phương giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng. Thời cơ không phải là luôn sẵn có. Vì thế mà những người tuổi Dậu hãy luôn gì nắm bắt lấy cơ hội tuyệt vời này, kẻo cái cơ hội nó lại rơi vào tay người khác. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình trong thời gian này thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên đó, sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm 2023. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta không thể không kể đến thì đó chính là những người tuổi Sửu. Sau cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ý, thì cái vận khí của những người tuổi Sửu bắt đầu được đột phá, đúng không? Chúng ta biết tháng 11 là tháng gì? Là tháng Giáp Tý, Tý Sửu nhị hợp đó. Cái vận khí của những người tuổi Sửu trong cái đầu tháng mới này ý, cũng được dự báo là có thăng trên có trầm, có cả cơ hội những tiềm ẩn không ít những cái thách thức. Nhưng mà rất may với cái tài trí của mình thì những người tuổi Sửu ấy vẫn có thể vượt qua được cái khó khăn một cách ổn thỏa. Một cái tin vui nữa với những người tuổi Sửu ấy là tình hình tài chính cũng khá là sáng sủa, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh buôn bán. Con giáp này có cơ hội để phát huy được cái thế mạnh của bản thân mình nên luôn đứng vững trên cái thị trường. Khách hàng thì đông đảo cũng sẽ giúp cho các bạn kiếm một khoản tiền ổn định và ngày một tăng tiến. Cuộc sống của các bạn vì thế cũng trở nên gì thuận lợi và hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhờ có được nhiều cát tinh nó soi chiếu nên cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Sửu ấy cũng hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần dần đi vào ổn định. Đây sẽ là cái tháng mà cơ hội sẽ liên tục được mở rộng với những người tuổi Sửu khi mà có được cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ. Đó. Thời điểm này các bạn sẽ phát huy được cái năng lực, cái bản lĩnh vững vàng của mình. Cá nhân thì được tập thể ủng hộ, tài năng thì cũng được chứng tỏ. Tinh thần làm việc hăng say, đạt được những cái thành tích đáng kể cho công việc. Đấy, dù vẫn còn tồn tại không ít những cái thách thức, những khó khăn, song bản mệnh không cần phải quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên cạnh tương trợ giúp đỡ. Sẽ có chỉ điểm đúng lúc, thích hợp để các bạn đi đúng đường, đúng hướng. Thế nhưng cái điều đó không có nghĩa là các bạn hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự giúp đỡ của những người khác. Trong chuyện tình cảm thì đào hoa nở rộ nó cho thấy là những người tuổi Sửu ấy, nếu còn độc thân
thì sẽ có được những cơ hội tình cảm đặc biệt. Con giáp này vốn có những cái nét hấp dẫn riêng, xung quanh không thiếu những người săn đón. Các bạn có thể mở lòng và gì thử trò chuyện với những người khác, biết đâu sẽ tìm được những cơ hội gặp được cái người ưng ý, sánh vai, sát cánh với mình trong suốt cuộc đời. Còn với những người đã lập gia đình thì các bạn và người ấy thì ý thức được những cái điểm chưa tốt của bản thân và chủ động thay đổi. Nhờ vậy mà cái quan hệ đôi bên thì ngày càng hòa hợp, gia đình thì yên ấm, gia đạo thì yên vui. Đó. Vì thế để gia tăng cái may mắn về tài lộc và tình duyên đấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà chúng ta không thể không kể đến sau cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ý, thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ý, bước sang cái tháng mới, cái tháng 11 âm lịch, thì trong những ngày đầu tháng sau ngày mùng 1 thì những người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp nhiều cái may mắn nếu mà có thể luôn nắm giữ được cái tinh thần tích cực và cái hăng hái của mình. Như vậy thì dù có phải đối diện với những cái chuyện không như ý thì các bạn cũng có đủ sức mạnh để quyết định một cách ổn thỏa. Bên cạnh đó, có nhiều cái cát tinh nó xuất hiện đúng lúc có thể giúp đỡ cho bản mệnh hóa giải được nhiều cái nguy cơ trong cái tuần này. Đấy. Thậm chí là thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cái cơ hội để rèn luyện cái bản thân ngày một tiến bộ hơn. Vì thế dù gặp những chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng đầu hàng trước nghịch cảnh. Nói chung ấy, trong cái thời điểm là sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ấy, thì có một vài cái khó khăn nó cản bước những người tuổi Tỵ. Nhưng mà nếu các bạn có thể là kiên trì với cái mục tiêu thì nói chung ấy, từ giờ đến cuối năm cũng sẽ là cái thời điểm các bạn trở mình gặt hái được những cái thành quả khiến cho người khác phải kinh ngạc và ngưỡng mộ. Thưa quý vị, trong thời gian này thì cái tình hình tài chính có dấu hiệu là phát triển khá lạc quan. Vì vậy, nếu mà các bạn đã lên kế hoạch làm việc ấy, thì các bạn nên nhanh chóng tiến hành ngay ở cái giai đoạn này. Các bạn hãy tin tưởng vào cái quyết định của mình và đừng chần chừ do dự quá lâu để cơ hội nó lại chưa có mất. Hay là gì? Dành cái cơ hội đó cho người khác. Cùng với công việc thuận lợi thì cái tài vận của những người tuổi Tỵ trong cái ngày hôm nay ấy, sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ấy, cũng có những cái chuyển biến tích cực. Nói chung ấy, cái nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì đều được tăng nhẹ. Tuy nhiên cũng chưa thật sự có những cái đột phá quá lớn. Trong đầu tư, hợp tác làm ăn thì những người tuổi Tỵ vẫn cần phải đề cao cảnh giác, không nên quá tin người một cách thái quá, kẻo lại bị lợi dụng hoặc là lừa gạt, khiến cho tiền mất tật mang. Trong cái tháng mới này ấy, thì nói chung ấy, cũng có một vài cái cát tinh nó soi chiếu đấy. Vậy nên là gì? Trong cái việc vay mượn tiền bạc thì những người tuổi Tỵ cũng cần phải hết sức tỉnh táo. Dù các bạn đang cho người khác vay tiền hay là đi vay làm ăn thì cũng cần tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin, đừng để cho kẻ xấu chơi sỏi, kẻo lại bị rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh buôn bán của những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì cũng khá là khả quan. Nói chung, đầu tháng thì được lộc lá trời ban, bản mệnh kiếm được không ít tiền của bỏ vào túi mình. Quý vị nên tiếp tục quay vòng vốn, đừng để cái tiền chết một chỗ, sẽ khó sinh lời. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình, thì những người tuổi Tỵ này, hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh, thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp may mắn thứ 3 là những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 sau cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ý, đó là những người tuổi Tuất. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, sau ngày mùng 1 thì những người tuổi Tuất chính là những con giáp cực kỳ may mắn. Công danh, sự nghiệp thì phất lên một cách bất ngờ, tiền bạc thì cũng hanh thông hơn. Tuy nhiên, có thể quý vị sẽ phải đối diện với nhiều cái khó khăn bất chợt trong thời điểm này. Nhưng ấy, nhìn theo cái hướng tích cực thì đó cũng có thể là một cái cơ hội để cho quý vị rèn luyện
cái khả năng định vị của mình. Nhờ cái sự sáng suốt và những cái kinh nghiệm tích lũy từ bấy lâu nay, tin rằng các bạn sẽ tự mình giải quyết được cái vấn đề. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng cái chuyện làm ăn hay là hùn hạp vốn đầu tư. Cái bước đầu có thể gặp một chút cái trở ngại, nhưng mà lại được cái cục diện gì cát tinh nó trợ vận, nó giúp đỡ. Vậy nên nó mang đến cái vận quý nhân nó vượng, ắt sẽ có người đứng ra cứu giúp kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Đấy. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Tuất thì cũng hứa hẹn khi mà phát triển tích cực ngay từ những ngày đầu tháng này. Đó. Các bạn biết làm thế nào để phát huy cái thế mạnh và thu hút cái khách hàng mới. Các bạn luôn không ngừng mở rộng các mặt hàng, đáp ứng đủ cái tiêu chí của thị trường. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương ấy, có cơ hội tỏa sáng trong cái sự nghiệp. Có rất nhiều cái cát tinh nó soi chiếu và nó sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những cái mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt tăng tiến, dấu hiệu tăng lương, thăng chức bất ngờ từ nay đến cuối năm là cái điều rất khả quan. Bên cạnh những người làm công ăn lương ấy, thì những người dân kinh doanh buôn bán, những người làm nghề tự do sẽ có một cái thời điểm kiếm tiền như hái. Có thể cân nhắc cái việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp, làm ăn với những người khác có cùng chí hướng. Tỷ lệ thành công trong thời gian này cũng cực kỳ cao. Với những ai mà có ý định khởi nghiệp thì cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái được những cái thành quả tốt lành. Nói chung ấy, trong cái thời điểm sau ngày 1 tháng 11 âm lịch năm 2023 này, thì những người tuổi Tuất dưới sự hỗ trợ của cái cục diện cát tinh, tài lộc trong năm, đặc biệt là từ cái tháng 11 âm lịch đến cuối năm cũng khá là tốt. Nhất là những người sinh vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 ấy, thì lại nhận được cái nhiều cái tài vận hơn. Tiền bạc thì nó hanh thông một cách không ngờ, kiếm tiền như hái, bù đắp gấp mấy lần so với cái thời gian trước bị hao hụt. Nói chung ấy, bên cạnh đó thì trong năm lại có nhiều cái cát tinh nó nâng đỡ, lại được thần Phật che chở độ mạng. Những người tuổi Tuất không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề tài chính, bởi quý vị không còn quá phụ thuộc vào cái nguồn vốn như trước đây nữa. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các hạng mục kinh doanh hay là đầu tư. Đó, cái nguồn tiền lưu động nó chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng cũng khá là ổn định, nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Đó. Bên cạnh đó, cái phương diện tình duyên của những người tuổi Tuất thì cũng là một cái điểm sáng trong cái thời gian này. Nói chung ấy, các bạn đã chủ động hơn trong cái chuyện tiếp cận với những người mình thầm thương trộm nhớ. Cái sự mạnh mẽ, chân thành của các bạn sẽ khiến cho người ấy vô cùng là ấn tượng. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng thì cũng có thời gian chăm sóc và quấn quýt lẫn nhau nhiều hơn. Đấy, tình cảm từ đó mà sẽ được vun đắp hơn. Đó. Vì thế, để gia tăng cái vận may cho những người tuổi Tuất thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Tuất sau cái ngày 1 tháng 11 âm lịch. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau ngày 1 tháng 11 âm lịch. Và chúng ta sẽ có 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái thời gian này. Con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Dậu. Thứ hai là tuổi Sửu. Thứ ba là tuổi Tỵ. Và thứ tư là những người tuổi Tuất. Đây là 4 con giáp được lộc giàu sang sau ngày 1 tháng 11 âm lịch năm 2023. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau ngày 1 tháng 11 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.